Nhận định soi kèo bóng đá Liverpool với Fulham. 21 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2021, cơ hội để cho Liverpool bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa này là không còn. Ngược lại, Fulham đang thể hiện sự quyết tâm trong việc trụ hạng thành công. Tiến vào trận đấu tới, Fulham sẽ phải đến làm khách của Liverpool. Một trận đấu đầy thách thức dành cho đội khách. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trận thua trước Chelsea tại Anfield đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của Liverpool trên sân nhà mùa này, điều chưa từng xảy ra từ khi họ chơi ở Premier League. Trận thua cũng khiến The Cop tụt xuống vị trí thứ 7 và khiến tấm vé Champions League ngày một xa vời. Ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Fulham. Đội bóng của Scott Parker vừa trải qua trận thua trước Tottenham và vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng. Nhận định kèo tài xỉu Liverpool với Fulham. Tỷ lệ kèo tài xỉu 2.75. Trong trận đấu vừa qua với Chelsea, Liverpool tiếp tục cho thấy sự rời rạc của hàng công. The Kop hoàn toàn bế tắc trước The Blues. Dù đã tung cả Jota vào sân nhưng có lẽ cầu thủ người Bồ chưa thể có được thể trạng hoàn hảo nhất. Dẫu vậy, đó là khi thi đấu trước một Chelsea với hàng thủ chất lượng rất cao từ khi Từ Sen nắm quyền. Nhưng Fulham với 33 bàn thua từ đầu mùa, thậm chí đang thủng lưới ít hơn chính Liverpool, bởi đội chủ sân Anfield đã thủng lưới tới 35 bàn. Một mùa giải đầy biến động của Liverpool, và họ cần sớm trở lại nếu không muốn kết thúc ở một vị trí quá thấp. Soi kèo châu Á Liverpool với Fulham. Tỷ lệ kèo châu Á 0.1:1/2. Tính đến phong độ 5 trận sân nhà gần đây, Liverpool đem đến những kết quả không hề ổn định. Cụ thể, số thất bại mà Liverpool phải nhận về đang là 4, chiếm tỷ lệ 28%. Ngoài ra, đội bóng này chỉ có thể kiếm về một trận hòa chung cuộc. Trận mới nhất Liverpool thua Everton 0-2. Cũng trong 5 trận đấu sân khách mới nhất, Fulham đang có phong độ thi đấu khá ổn định. Kết quả cụ thể của Fulham là kiếm về cho mình một thắng và đã hòa 4 lần. Như vậy, tỷ lệ hòa là 80%. Mới đây nhất, Fulham đã hòa Crystal Palace 0-0. Tỷ lệ kèo châu Á được nhà cái ấn định cho trận đấu tới đây là 0.1:1/2. Đội bóng Liverpool được đánh giá cao hơn đối thủ, chấp 1.5 bàn. Người chơi đặt kèo cho Liverpool ăn tiền khi đội bóng này có chiến thắng cách biệt 2 bàn ở trận đấu tới. Tỷ lệ ăn cực của Liverpool là 1.89. Đối với Fulham, con số này là 1.97.